Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Trong niềm vui của ngày lễ tạ ơn Thanksgiving, chúng tôi chân thành cảm ơn sự ưu ái mà quý vị đã dành cho Tin Vui Media suốt thời gian qua, cũng như đã luôn khích lệ chúng tôi để có thêm tinh thần phục vụ tông đồ truyền rao tin mừng. Chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị và gia đình một mùa lễ tạ ơn thật ấm cúng bên người thân. Quý khán thính giả thân mến, lễ tạ ơn Thanksgiving bắt đầu từ khi nào và có ý nghĩa ra sao trong đời sống của người dân Hoa Kỳ? Và nét đẹp văn hóa này phải chăng khởi xướng từ một tâm tình tôn giáo? Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Cảm ơn người vì ngày hôm nay đây chúng con quây quần đang có nhau. Biết bao hạnh phúc sát chia cuộc sống, mến thương nhau đây trọn tình thân. Cảm ơn từng lần ngồi cạnh nhau đây hát cho nhau bài ca dễ thương. Cho nhau kỷ niệm sâu đau. Cảm ơn người vì một tình thân thương biết hăng say đẹp lợi ích chung. Cảm ơn được đến với nhau cùng hát chúc khen người buồn. Trên thế giới, mỗi dân tộc đều có một ngày đặc biệt để tri ân, kính nhớ ông bà tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công đối với sắc dân của họ. Điều đó phần nào thể hiện cũng như duy trì nền văn hóa riêng biệt và giúp sắc dân đó hiện hữu một cách sống động giữa thế giới đa văn hóa. Không chỉ có thế, xa hơn nữa, một số dân tộc còn dành riêng một ngày lễ đặc biệt để tạ ơn Thượng Đế đã ban cho họ cuộc sống no đủ an lành. Nếu đang sinh sống tại Hoa Kỳ, hẳn không ít người cảm nhận được tâm tri ân ấy qua ngày lễ Thanksgiving, mà người Việt Nam quen gọi là ngày lễ tạ ơn. Hàng năm, tại Hoa Kỳ, lễ tạ ơn Thanksgiving được mừng vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11. Cùng với lễ Giáng sinh và năm mới, Thanksgiving được xem là một ngày đặc biệt trong dịp lễ hội mùa thu đông của người dân Hoa Kỳ. Từ năm 1863, Thanksgiving đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là ngày lễ nghỉ của quốc gia. Đã có nhiều giả thuyết khác nhau về sự hình thành lễ Thanksgiving, nhưng nếu theo sự kiện truyền thống lịch sử mà Hoa Kỳ đã công nhận, thì lễ Thanksgiving đầu tiên được diễn ra tại khu vực thuộc thuộc địa Plymouth vào năm 1621. Theo đó, vào khoảng thế kỷ 16-17, trong một cuộc cải cách Tin Lành, một số người theo đạo Công giáo và Thánh giáo tại nước Anh bị hoàng đế bấy giờ bắt cải tạo để theo tôn giáo của mình. Những người này đã không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian, vị hoàng đế truyền lại hỏi một lần nữa nhưng họ vẫn quyết không cải đạo. Trước sự quyết liệt ấy, vị hoàng đế không giam họ vào tù nữa, nhưng đổi lại, ông buộc rằng nếu ai không cải đạo thì phải rời khỏi nước Anh. Thế là những người này rời khỏi nước Anh để đến Hà Lan sinh sống. Nhưng họ sớm nhận ra rằng mình không thể hòa nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc. Và rồi, một số nhóm người lại rời khỏi Hà Lan để đến châu Mỹ, tầng thế giới sinh sống. Sau này,
Những nhóm người ấy thường được gọi là những người hành hương. Pilgrims. Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower. Họ đặt chân đến thuộc địa Plymouth, thuộc vùng Tân Anh, New England, khi đang mùa đông. Buồn thay, hơn một nửa trong số những người đó đã không qua nổi mùa đông khắc nghiệt vì đói và lạnh. Đến mùa xuân, một số người còn sống sót được, may mắn gặp những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực. Người da đỏ dạy cho họ cách để sinh tồn ở vùng đất này như trồng hoa màu hay săn bắt. Khi người hành hương đã có thể tự lo cho bản thân, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Thiên Chúa đã cho họ sống đến ngày hôm nay. Họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hàng năm, con cháu của những người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để tri ân những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống của họ. Tài liệu ghi nhận buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ do người Pilgrims tổ chức vào năm 1621 tại thuộc địa Plymouth. Ngày nay, thuộc bang Massachusetts, sau một vụ thu hoạch hoa màu trúng mùa. Những ai đang sinh sống hoặc du lịch tại Hoa Kỳ vào dịp Thanksgiving sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa vào ngày lễ tạ ơn mà những người định cư Pilgrims đã khởi xướng tại Plymouth vào năm 1621. Vào rạng đông của chính ngày lễ, nhiều lễ nghi tôn giáo dưới nhiều hình thức được cử hành tại các ngôi nhà thờ, ngôi thánh đường hoặc ở nơi trang nghiêm để cảm ơn ơn trên đã phù hộ và ban phước lành trong những ngày tháng qua. Điều này cho thấy rằng, dù Hoa Kỳ là một nước tiên tiến trong nhiều lĩnh vực, nhưng xã hội của họ vẫn luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đã ban phát cho họ mảnh đất màu mỡ để con cháu họ có một nơi trù phú mà sinh sống, mà phát triển. Ngày nay, lễ tạ ơn Thanksgiving ở Hoa Kỳ thường được tổ chức với một buổi tiệc tối cùng với gia đình và bạn bè vào 9 ngày với các món ăn thường được kết hợp với những món như thịt gà tây nhồi nhân đút lò, khoai tây nghiền chan nước sốt, khoai lang, sốt nước cranberry, ngô ngọt, rau quả mùa thu và bí cũng như bánh bí. Thanksgiving ở Hoa Kỳ là ngày lễ quan trọng để gia đình sum họp với nhau, và người ta thường đi xa để về với gia đình. Vì thế, những ngày trước lễ Thanksgiving, các hệ thống giao thông đường bộ hoặc đường hàng không dường như là quá tải vì khách tha phương trở về với gia đình và người thân. Người ta thường được nghỉ 4 ngày cuối tuần cho ngày lễ này. Họ được nghỉ làm hay nghỉ học vào ngày thứ 5 và thứ 6 của tuần đó. Tại Hoa Kỳ, ngày thứ 6 sau ngày lễ tạ ơn còn được gọi là ngày thứ 6 đen, Black Friday. Vì ngày đó là ngày người ta đi mua sắm đông nhất trong năm. Vì nhiều cửa hàng hạ giá, những sản phẩm của họ đến mức khó tin. Vì muốn mua được những sản phẩm mà họ mong ước, nhiều người đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo để đứng xếp hàng gần như là cả đêm để họ có thể là những vị khách mở hàng đầu tiên của cửa tiệm và để mua được những món đồ rẻ nhất. Hầu hết các công sở, trường học và nhiều thương vụ khác đóng cửa để nghỉ lễ, nên trong ngày, nhiều chương trình sống động như diễn hành ngày lễ hoặc các trận đấu thể thao được trình diễn trên các kênh TV để mọi người cùng xem, cùng giải trí. Một trong những chương trình thể thao được trình chiếu trong ngày lễ tạ ơn là những trận đấu bóng bầu dục, còn được gọi là American Football. Các đội chuyên nghiệp thường đấu với nhau trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình. Thêm vào đó, nhiều đội banh trung học hay đại học cũng đấu với nhau vào cuối tuần đó. Kể từ năm 1947, Liên đoàn nuôi gà Tây Hoa Kỳ luôn gửi đến vị tổng thống đương nhiệm con gà Tây vào dịp lễ tạ ơn để làm quà. Và năm 1987, cố tổng thống Ronald Reagan là vị tổng thống đầu tiên ban lệnh ân xá đặc biệt cho con gà Tây gửi đến Nhà Trắng. Chú gà Tây được ân xá sẽ về sống mãn đời trong một vườn nuôi.
Theo thống kê, năm 2015, nước Mỹ tiêu thụ 45 triệu con gà Tây trong dịp mừng lễ tạ ơn. Trải qua một hoặc hai thế hệ, người Việt Nam sinh sống ở Hoa Kỳ cũng dần dần hấp thụ những tinh túy nơi mảnh đất đang cưu mang họ, và họ cũng cảm nhận những may mắn mà người Pilgrims đã cảm nhận cách đây gần 500 năm nơi vùng đất Plymouth. Lễ tạ ơn Thanksgiving ngày nay không chỉ mang một tâm tình tôn giáo, nhưng hơn thế, một nét đẹp văn hóa. Trong ngày đặc biệt ấy, mỗi người có cơ hội để dừng lại, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, để rồi biết dâng lời tạ ơn trời, tạ ơn người đã ban cho mình một cuộc sống ý nghĩa, thi vị. Vâng, hãy cùng nhau trao những điều tốt đẹp, dẫu chỉ là một nụ cười, để cảm ơn nhau trong ngày lễ tạ ơn. Thanksgiving. Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây chúng ta đang còn trông thấy nhau. Hãy yêu nhiều nữa cách xa còn nhớ, chúc nhau trọn nguyện ước an lành. Hãy yêu nhiều nữa cách xa còn nhớ, chúc nhau trọn nguyện ước an lành. Hãy yêu nhiều nữa cách xa còn nhớ, chúc nhau trọn nguyện ước an lành.